vpgame.vn, số bạc nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Ok, chào anh em đến với channel của mình. Vậy là mùa 10 cũng trải qua được 2 ngày rồi. Thì không biết anh em ở mức rảnh gì rồi. Thì lời đầu tiên mình mong anh em đó là cho mình một like, một đăng ký kênh cũng như là một chia sẻ kênh để giúp kênh mình đó là phát triển hơn. Thì mình cảm ơn anh em rất chi là nhiều. Cũng như đó là comment phía bên dưới góp ý cho mình cũng như là bình luận cho mình những điểm nào hay hay không hay, những điểm nào thiếu sót mình còn thiếu sót đấy thì mong anh em góp ý nhá. Thì mình xin cảm ơn anh em rất chi là nhiều. Ở mùa 10 này thì Butterfly đó là có những cái hiệu ứng và những món đồ nhưng mà mình thì chưa mua được anh em ạ, nên là anh em thông cảm nhá. Thì mình vẫn đánh Butterfly với mái tóc khác thôi chứ còn không cầm củ cà rốt nữa anh em ạ. Thì mình sẽ review một cách sớm nhất về Butterfly, đó là những bộ trang phục nha anh em. Còn bây giờ thì mình sẽ mang Butterfly đi rừng với phong cách đó là lên sát thương cũng khá lớn nha anh em. Ok, thì Butterfly mùa 10 này thì như thế nào? Đó là một vị tướng leo rank cũng khá là ok, ở mức rank nói chung tầm bình thường thôi chứ không lên cao thì khá là khó. Mức rank tầm bình thường thì Butterfly mình nhận thấy là một chất tướng leo rank cực kỳ là ok nhá, khi các bạn vào giáo tranh một cách hợp lý một xíu. Bây giờ mình ăn lên level 4 thì mình sẽ ra hỗ trợ tém này. Rồi Toro pha này thì chắc chắn sẽ chết rồi nhá. Rồi mình nhảy vào Toro này. Rồi pha này thì nhảy vào đó là mít nó luôn. Viera thì chắc chắn cũng phải lên bảng điểm số rồi, double kill dành cho mình. Bây giờ thì chỉ còn đó là bàn theo nạt ở trong trù nữa. Rồi pha này thì vào bắt theo nạt luôn nha anh em. Dùng chiều một tăng tốc chạy phạt này rồi dí theo nó này, ok. Rất chi là đơn giản này anh em ạ. Pha này thì chắc chắn theo Anat sẽ phải lên bảng điểm số, bởi vì trên chân mình đang có cái búa đỏ. Ăn xong ba màng rồi thì chắc chắn bây giờ mình sẽ ra ăn con rồng lấy lời thế cho tém. Thì mình ăn được màng rồi thì mình phải ăn được con rồng lấy lời thế cho tém. Thì anh em nên lưu ý nha, mùa 10 này con rồng có sự thay đổi. Đó là con rồng hắc ám này sẽ có nhận được bùa lời thì khi anh em có thể tăng thêm sát thương nha anh em. Rồi Toro thì đang định cài con bùa rồng nhưng mà không được rồi. Và kết cục của việc không cài được thì chắc chắn là ở năm tài hàng rồng luôn anh em ạ. Mình nhận thấy là rừng tém bàn thì vào án bùa của mình rồi thì chắc chắn thì mình sẽ vào. Ồ thôi pha này thì phải lại hỗ trợ. Nhưng mà tém bàn thì rừng cũng chết rồi nên là con búa xanh này thì mình sẽ ăn nha anh em. Thì anh em nên nhớ đó là khi anh em thấy rừng đồi bàn vào khu vực búa mình rồi thì mình sẽ sang khu vực búa xanh của nó để cướp lại nhá. Chứ mình về thì chắc chắn cũng sẽ không kịp nữa. Về nội tài của Butterfly thì chắc anh em cũng biết rồi là khi phù hoặc hạ thì sẽ làm mới tất cả các chiêu thức nha anh em. Clip này thì mình không phải là lên cái đó là món đồ đi rừng ấy, thì mình sẽ lên cho nó cái kiếm truy hồn chứ không phải là lên cái rưu lê và thán nha anh em. Để mục tiêu của mình đó là kết thúc tướng địch nhanh nhất để hồi cái nồi tài. Bây giờ thì mình sẽ lại bắt AD và chú bò tô rố nha. Thì đầu tiên thì mình chắc chắn sẽ phải nhe vì tướng yếu máu đó là vì tướng AD tem bàn các bạn ạ. Rồi pha này có một màn truyền thuyết dành cho mình. Bò tô rố thì đang lao vào trù để giết AD bên mình. Thì có một pha màng đổi màng. Cái trụ này thì chắc chắn thuộc về bên mình rồi. Thì thực tế ở trận đấu này thì mình cũng khá ok khi mà có lượng màng cũng khá là ổn định. Kèm theo đó là ăn được rồng lấy được trụ cho tém rồi. Trận đấu này mình chưa lên gánh đường phía trên bởi vì sao? Chất tướng của Ma Lốc là một chất tướng đầu game rất chi là trâu các bạn ạ. Mình mà lên gánh là không thể hiệu quả được đâu. Bởi vì sức sát thương của mình thì chưa có thể mà một ulti dùng có thể bắt ngay lập tức được. Thì chắc chắn là mình sẽ phải gánh cái đường rồng. Thứ nhất lấy rồng, ăn được rồng thì là ăn được lợi thế cho cả tem luôn anh em ạ. Kèm theo đó những ai đứng gần rồng thì sẽ nhận được thêm cái bùa lời nữa. Rồi pha này thì cướp con bùa xanh nha anh em. Ôi thôi thôi xong rồi.
Pha này thì chạy thôi anh em ạ, chứ rừng tém bàn thì cứu gọt thì đang mang trong mình hai con bùa, mà chất tưởng cứu gọt thì khá khỏe. Thì mình khuyên anh em khi đối đầu với cứu gọt thì cho nó sử dụng hết chiêu hai rồi anh em mới lao vào nha anh em, chứ anh em đừng co dài mà đổ đáng còn đủ bộ chiêu thức mà anh em lao vào. Bởi vì anh em nếu mà không sốc sát thương được nó thì nó sẽ hôi máu rất là kinh khủng nhá. Cứu gọt mùa này thì cũng được tăng sức mạnh nữa anh em ạ. Ở clip này mình cũng nói về bộ trang bị cũng như là bảng ngọc cho vị tướng Butterfly nha anh em. Thì về bộ trang bị thì mình bỏ dưới phần clip, thì bộ trang bị này thì mình thấy rất chi là mạnh. Thì anh em vào giáo tránh hợp lý một xíu là coi như Butterfly gọi là auto vẹt màng ấy. Còn về bảng ngọc thì mình sẽ nói như sau. Ngọc đỏ thì mình sẽ lên cho nó là 7 viên công vật lý và 3 viên tỷ lệ chỉ màng. Ngọc tím mình lên cho nó đã là 5 viên hút máu và 5 viên đó là tốc chạy và công vật lý. Còn ngọc xanh đó là công vật lý và xuyên giáp. Con rồng thứ hai đã mình đã hạ gục được nó rồi. Phá này thì kêu gọt nó bật hết chiêu hái này, nó chuẩn bị hết chiêu hái nha. Rồi phá này thì kêu gọt hết chiêu hái rồi thì mình vào ăn được nó nha. Bởi vì sức sát thương của Butterfly hiện tại thì cũng khá lớn, nhưng mà nó không có chiêu hái để hồi phục nữa thì chắc chắn thì nó sẽ phải lên bàn điểm số thôi. Rồi pha này mình sẽ nhê vào vị tướng yếu máu. Nhưng mà vị tướng yếu máu đó là viết ra thì đã lao vào trụ rồi. Nhưng mà không sao, cuối cùng thì cùng hà mà ngà gục được rồi. Pha này thì mình có thể chơi được này. Lượng máu của tém đinh thì khá thấp nên là mình có thể chơi được nha anh em. Có cái double cứu nhẹ nhàng. Đấy, khi anh em có lợi thế rồi thì hãy tận dụng đó là sáng rừng đồi bàn. Về tất cả những gì có thể để làm vốn đó là rừng cho tém bàn thọt luôn anh em ạ. Đấy anh em có thể thấy mình không cần gánh cải đường xế giá, bởi vì chất tưởng của má lốc thì mình cũng đã nói rồi, như thế rồi. Mình chỉ cần gánh đường rông là tém bàn tất nhiên phải nát. Thì nếu mà tém bàn ở đường rông mà những chất tưởng mà yếu máu ấy thì các bạn có thể gánh được nha. Còn những chất tưởng khó bắt như tá rá hay là má lốc hay là những vị tướng á đu ín thì thực sự rất chỉ là khó, nên là anh em làm sao mà gánh những vị tướng, làm sao mà dì bạt nhá. Rồi pha này thì sẽ lấy cái trụ trên đường xế giá này luôn, bởi vì tém bàn thì mất trụ ở đường giữa và đường giữa hết rồi, còn cái trụ đường xế giá nhưng mà màn lọc thì lên đẹp trụ ra anh em ạ. Thôi pha này thì không chơi được rồi, tém bàn đông quá. Mình mà lại là việc ra dùng một combo thì mình chắc có lẽ mất hơn nửa cái máu rồi. Mình sẽ đứng đấy nấp nhá, chờ tém hỗ trợ nhá. Tém đâu, mình có tầm nhìn rồi này. Ok, tém mình lại rồi nhá. Ôi kêu gọt rồi, kêu gọt vẫn chưa thấy mình. Rồi phá này mình lao lại. Ôi sao mà chạy rồi, đánh này. Ôi rồi thôi xong rồi. Có một sự không hiểu ý, có một sự không hiểu ý không hề nhẹ. Mình đi lao vào đánh mà ông Scotty ông lại lao ra. Rồi xong rồi thôi, nhưng không sao thì dù sao thì mình cũng chết mất một mạng do là tém không hiểu ý anh em ạ. Chứ phá đổ mà tém mình giáo tránh là ăn được ấy. Bởi vì Scoot nó chỉ cần đẩy má lộc với tô rô ra cái là mình kết thúc được mạng của viết ra ấy. Thì khi đó mình sẽ có nội tài anh em ạ. Nhưng mà có một sự không hiểu ý. Thôi không sao thì chết một mạng thì ta làm lại từ đâu anh em ạ. Ở trận đấu này thì tém mình cũng có lợi thế khá lớn, khi mà lượng trù thì đã lấy rất chi là nhiều rồi, tém bàn thì chỉ lấy được một cái trù ở đường mình thôi. Rồi pha này thì ăn rồng luôn anh em ơi. Thì những con rồng ở mùa này đi khá là quan trọng, đến anh em cố gắng tận dụng nha anh em. Ăn đi sao cụt ơi, chạy loang quang làm gì vậy không biết. Check map à. Thì tém bàn đang ở phía trên rồi thì mình sẽ lên hỗ trợ tém nhé. Thì người đi rừng là người cũng là khá quan trọng, bởi vì là đó là người quyết định có nên ăn những mục tiêu lớn hay không. Thường là vậy các bạn ạ, bởi vì mang trong bên cái trưng trì anh em ạ, nên là những người đó đi rừng là người quyết định, nên anh em làm sao lấy lợi thế cho tém một xíu. Rồi pha này thì lại bắt mà lốc pha này thì không có cửa để chạy nha anh em.
cho dù mang trong mình cái luyện ngục thì cũng không thể chạy được. Rồi, ok, sự sát thương của mình thì cũng khá lớn rồi anh em ạ. Xong cái này thì mình sẽ lấy cho nó cái khiến thật truyền xỉu nha anh em, bởi vì để giảm tốc đánh của đó là vi tướng, đó là theo nát kem theo, đó là giảm tốc đánh của cứu gót đấy, thì khi đó mình lao vào thì sẽ tốt hơn. Chứ mình mà lên theo hướng phun đám ấy thì cũng khá là dễ bốc hơi, theo nát nó bắn vài phát là mình cũng có thể bốc hơi rồi anh em ạ. Nếu mà mịt bàn sánh quá ấy, sát thương phép của đôi bàn nhiều thì anh em lên cho mình xỉu kháng phép nhá. Còn không thì anh em lên cho mình cái khiến thất truyền. Ok. Bây giờ thì AD mình đã thả rồng rồi. Thả rồng và lấy trù thôi. Bây giờ thì cứu gót chắc chắn sẽ phải lên bảng rồi. Làm gì đấy khi mà cứu gót chưa phát huy được sức mạnh. Rồi pha này chơi Toro luôn anh em ạ. Trấu trấu thì đánh lấu cũng chết nha anh em. Double kill dành cho mình, và bây giờ thì chắc chắn sẽ trận đấu gần kết thúc rồi, bởi vì tên bàn thì chết mất hai người rồi. Bây giờ mình vào luôn này. Rồi bắt mà lộc, ôi mà lộc con xỉu máu kia luyện ngục bỏ chạy rồi. Ok, thì trận đấu thì chắc chắn sẽ kết thúc ở đấy. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nhé. Thì mình cũng chân thành cảm ơn anh em đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Thì mong anh em sẽ ủng hộ mình trong thời gian tới, cũng như đó là chúc anh em là có một mùa mới leo rank thật là thành công và có những trận đấu thật là hấp dẫn. Ok, chào anh em nha.